những vitamin giúp tăng cường năng lượng. Mặc dù uống vitamin không phải là nguồn năng lượng trực tiếp, nhưng một số vitamin có thể góp phần tăng mức năng lượng mà giúp bạn bớt mệt mỏi. Các chất bổ sung sẽ hữu ích cho những người bị thiếu hụt. Rất nhiều người thường xuyên rơi vào tình trạng mệt mỏi và thiếu năng lượng. Chuyên gia Lauren Ship, cố vấn dinh dưỡng tại Trung tâm Sức khỏe Kelman, Hoa Kỳ, cho rằng các chất đóng vai trò trong việc cung cấp đủ năng lượng là vitamin B12, C và D. Cơ thể con người không tự tổng hợp được vitamin B12. Khi cơ thể suy nhược và mệt mỏi do thiếu vitamin B12, ăn nhiều thực phẩm giàu vitamin B12 là một cách tuyệt vời để tăng cường năng lượng. Vitamin B12 thường được tìm thấy rất nhiều trong protein động vật, có nghĩa là những người ăn chay hoặc tuân theo chế độ ăn chay nghiêm ngặt đều có nguy cơ bị thiếu hụt loại vitamin này. Vitamin D thường liên quan đến sức khỏe của xương và chức năng miễn dịch. Một số nghiên cứu cũng cho thấy sự thiếu hụt vitamin D cũng dẫn đến suy nhược và mệt mỏi. Những người ở vùng khí hậu lạnh mùa đông kéo dài và ít nắng dễ bị thiếu vitamin D hơn, và nguồn thực phẩm cung cấp vitamin D cũng rất hạn chế. Vì vậy, việc bổ sung thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Chuyên gia Lauren Ship cho biết, mặc dù vitamin C và D không trực tiếp cung cấp năng lượng cho bạn, nhưng sự thiếu hụt sẽ khiến bạn cảm thấy uể oải. Tắm nắng có thể cung cấp vitamin D và chế độ ăn giàu rau xanh và trái cây cũng sẽ cấp cho bạn đủ vitamin C. Mặc dù việc dùng thực phẩm bổ sung để tăng cường năng lượng có vẻ hấp dẫn, nhưng vitamin không phải là cách khắc phục dễ dàng và đơn giản. Điều này đặc biệt đúng đối với những người bị thiếu ngủ, mệt mỏi mãn tính và các vấn đề về năng lượng khác cần được bác sĩ thăm khám và điều trị cụ thể. Trong một số trường hợp, tình trạng thiếu vitamin khiến cơ thể bạn quá mệt mỏi, việc tăng mức vitamin B12, C và D thông qua vitamin hoặc chất bổ sung có thể hữu ích. Nhưng có nhiều cách tốt hơn để chống mệt mỏi hơn là dùng thực phẩm bổ sung. Các chuyên gia khuyến nghị thói quen ngủ tốt hơn và cải thiện dinh dưỡng như một sự thay đổi có lợi hơn chỉ là dựa vào vitamin. Tiến sĩ Kaylay Proctor, một chuyên gia dinh dưỡng về ung thư được hội đồng chứng nhận ở Irvine, California, Hoa Kỳ, cho biết để tăng năng lượng, việc ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý là điều rất quan trọng.